Chào các bạn, mình tên là Cao Quốc Phương, mình đến từ Cần Thơ và hiện mình cũng đang công tác tại thành phố Cần Thơ. Đây là lần thứ hai tham gia khóa học Photoshop của Tizino. Kiến thức lần này mình học rất là khác lần rồi, mình cảm thấy rất là lạ và hay hơn. Có những cái mình sẽ áp dụng được ngay vào chính những file chụp của mình. Đó là nhờ thầy Nghĩa đã tận tình dạy bảo cầm tay, kiểu như là khi mà dạy thì là trên bài Facebook thì thầy nói là sẽ dạy tập trung 10 đến 15 người, nhưng cảm giác của mình là mình cảm thấy như là thầy Nghĩa đang dạy là một kèm một. Mình rất là cảm ơn thầy Nghĩa về vấn đề đó. Và xin chúc cho Tizino là càng ngày càng phát triển hơn, là có nhiều học viên hơn, nhiều cái mảng màu mới đẹp hơn như bây giờ. Cảm ơn.